Quốc Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018. Đồ Quốc Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một bộ tranh tứ quý tuyệt phẩm bằng gỗ chắc đỏ Nam Phi được cảm ốc đỏ 100%. Và bộ tranh tứ quý này có kích thước là cao 1m và chiều rộng là 30 phân, 31 phân. Bộ tranh tứ quý này được Đồ Gỗ Thanh Luân cho tôi là khảm trên nền chất liệu bằng gỗ chắc đỏ, cực kỳ là quý hiếm. Gỗ chắc thì nó rất chi là quý hiếm và Thanh Luân tôi là cơ sở sản xuất lớn nên là vẫn còn tồn lại một số miếng ván và gỗ chắc này. Ngày hôm nay chúng tôi là cũng là hoàn thiện xong để khảm với bộ tranh này, khảm với bộ tranh tứ quý siêu đẳng cấp này. Ốc đỏ toàn bộ được cả 100% một ốc đỏ Singapore, toàn bộ là ốc đỏ vàng chanh, rất chi là giá trị. Đây, trên màn hình quý vị đang thấy đây. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, hàng siêu đẹp này của Đồ Gỗ Thanh Luân chúng tôi, cảm siêu kỹ. Và cái phần gỗ thì không có gì để nói rồi, phần gỗ là 100% gỗ chắc đỏ của người ta luôn, chắc xịn. Đây, nhìn cái bọc gỗ chắc rất chi là giá trị. Lúc này là tôi để đây nó hơi trái xám một chút, nếu nhìn ngoài đời thực thì cái bộ tranh này nó nên là gỗ nó cực kỳ đẹp luôn. Ốc toàn bộ là khảm ốc đỏ tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu bộ tranh bằng gỗ chắc đỏ này và khảm ốc đỏ rực này, hãy liên hệ với Thanh Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 11 0389, 0972 770 888. Quý vị có thể thấy được ốc rất chi là đỏ và rất đẹp. Ốc này là chúng tôi là ốc phải chọn thửa, chọn cực kỳ là kỹ luôn. Ốc này có giá trị, độ bền và giá trị nó rất cao. Nhiều khi vàng có thể là dễ mua hơn cái loại nguyên liệu mà chúng tôi là khảm với bức tranh này. Đây là cái cúc. Rất đẹp, rất rất đẹp. Cảm toàn bộ là cảm ốc đỏ bằng chanh rất đẹp rồi. Khách nào có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi để được sở hữu ngay một tuyệt phẩm của gỗ chắc đỏ này, cực kỳ gì mà giờ đẹp luôn. Tích Tùng Cúc Trúc Mai đỏ rực. Tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018. Mình trân trọng giới thiệu vị bức tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai được bằng gỗ chắc đỏ khảm ốc đỏ Singapore 100%, hàng siêu VIP luôn. Đây là một tuyệt phẩm bằng gỗ chắc đỏ được khảm ốc đỏ. Khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thanh Luân tôi theo hai số điện thoại 0967 11 0389 hoặc 0972 770 888. Và chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã kích thước của loại gỗ. Anh nhanh tay gọi điện cho chúng tôi để được sở hữu. Và anh xin chào, hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.